Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ cuộc sống yên bình, dân giả trong nhà vườn ở Long An, hăng ngày trồng trọt, chăn nuôi, nấu các món ngon quen thuộc của miền Tây. Huỳnh Anh Tuấn cho biết, những ngày này anh chủ yếu ở Long An nếu không đi đóng phim, tận dụng mảnh vườn của gia đình, anh cất căn nhà trời, trồng một số cây trái để tự tạo niềm vui bên cạnh cuộc sống bận rộn. Nam diễn viên chia sẻ, một ngày ở quê thật dung dị, anh thường dậy sớm lúc 5 giờ tập thể dục, tưới cây ăn sáng, sau đó pha ấm trà nóng ngồi thưởng thức. Lớn lên ở miền quê, Huỳnh Anh Tuấn thấy việc chân tay đơn giản, nhưng vẫn bỡ ngỡ lúc dựng nhà, cuốc đất. Riêng chuyện nấu nướng, anh thực hiện thành thạo, vì thổi nhỏ đã yêu thích bếp nút, và trước đây từng mở nhà hàng. Anh nói, ở không cũng buồn, nên hay trổ tài làm những món ngon dân giả, đãi mọi người. Bên cạnh đó, anh quay video, chia sẻ lên mạng xã hội, cho những ai hứng thú thì học theo. Nam diễn viên biết nhiều phong cách ẩm thực, nhưng tâm đắc là các món dân giả như thịt kho hộp dịch, gà nướng, lẩu mắm, chả cá thác lát. Nguyên liệu món ăn chủ yếu được anh mua từ chợ quê gần nhà hay bạn bè, người thân mang biếu. Nấu nướng trong căn bếp đơn sơ, Huỳnh Anh Tuấn thấy đủ vì gợi nhớ hương vị tuổi thơ nghèo nhưng hạnh phúc. Anh cho biết rất cực khi chế biến những món phức tạp trong điều kiện thiếu tiện nghi nhưng không vì thế mà chuyện bếp nút bớt thú vị. Thời gian còn lại, anh chọn làm vườn. Anh thích đi chợ cây, chọn những khóm hoa đẹp, dễ chăm sóc, tô điểm quanh căn nhà trời. Được biết, việc cải tạo khu vườn hàng nghìn mét vuông tốn rất nhiều công sức. Nhưng may mắn, anh có những người bạn nhiệt tình, thân thiện ở quê hỗ trợ. Huỳnh Anh Tuấn cho rằng, anh xuất hiện trên phim với hình ảnh đa dạng, còn ở ngoài đời thực, giống như những gì thể hiện qua các video cuộc sống thôn giả. Anh dễ gần chứ không khó tính, lạnh lùng như mọi người nghĩ chỉ là hết giao du nhiều người thân bạn bè hàng xóm đến thăm huỳnh anh tuấn tại căn nhà tròi được anh đãi cơm canh đậm chất miền tây đôi khi họ trở thành những diễn viên trong các video đời thường của anh diễn viên huỳnh anh tuấn sinh năm 1968 tại vĩnh long anh được ví như nam thần màn ảnh anh nổi tiếng cùng thời với lý hùng lê tuấn anh việt trinh y phụng khán giả biết đến anh qua các phim em và michael những đứa con thành phố biển động đất khách hương phù sa